Xin chào tất cả anh em. Theo như tiêu đề bên dưới thì hôm nay mình sẽ so sánh một số tính năng cũng như là speed test hiệu năng và đa nhiệm giữa chiếc LG G6 nhầm, chiếc LG V20 và chiếc LG G6 này. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào bài test. Ok, trước khi vào bài test thì mình sẽ phải khởi động lại hai chiếc máy vẫn như thường lệ thôi. Đây là một điều bắt buộc rồi. Và đây cũng sẽ là bài test đầu tiên trên hai sản phẩm. Và bên tay trái của mình, đây là chiếc LG phiên bản Hồng Kông 2 SIM. Thế nên là nó sẽ không có logo biểu tượng Hàn khi mà chúng ta boot. Bên tay trái thì sẽ là chiếc LG G6 đến từ thị trường Hàn. Và sản phẩm LG V20 của chúng ta sẽ sử dụng con chip Snapdragon 820, còn chiếc LG G6 sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 821, một cái chip nâng cấp nhẹ so với con chip Snapdragon 820 trên sản phẩm LG V20. Nói thế thôi chứ không nói nhiều quá, các bạn lại lẫn giữa hai sản phẩm này chết. Ok, vậy là chiếc LG G6 chúng ta đã khởi động xong. Mình sẽ mở máy trước lên. Và chiếc LG V20 cũng đã xong. Và trước tiên mình muốn so sánh, đó là so sánh cái cảm biến vân tay trên hai sản phẩm này, xem sản phẩm nào sẽ có cảm biến vân tay nhạy hơn và tốc độ đọc nhanh hơn. Thì sẽ cùng tắt hai chiếc máy này đi. Và chúng ta đếm 1, 2, 3 nào. Rồi, chiếc LG G6 đã nhỉnh hơn, mình đếm là được là khoảng 0.5 giây. Và tiếp tục thử lại lần thứ hai đó. 1, 2, 3 nào. Rồi, vâng, vậy là tốc độ đọc vân tay cũng như là mở máy trên chiếc LG G6 của chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng. Và tiếp theo thì mình sẽ muốn test tới là camera trên hai sản phẩm này. Ok, mình đã để trước, đó là camera trước. Với camera góc rộng trên sản phẩm LG G6 và LG V20 thì mình đã nhận thấy đó là camera góc rộng trên LG V20 có phần nào đó cho chúng ta một cái góc rộng hơn so với trên chiếc LG G6. Và nếu như mình đoán không nhầm thì với camera góc hẹp thì chiếc LG V20 vẫn, đúng rồi, chiếc LG V20 vẫn cho chúng ta một góc rộng trùng là rộng hơn, vẫn tiếp nối được những cái gì ở trên LG V10 đã có. Và chúng ta sẽ quay lại với camera sau. Ở đây thì chúng ta đang để camera góc rộng, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên chiếc LG V20 này sẽ có một chút nào đó vằn cong, giống như tương tự trên một số lens fit eye mà chúng ta mua ngoài thị trường. Còn trên chiếc LG G6 chúng ta đã hoàn toàn không còn cái đường cong đó, khiến cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu khi mà chụp ảnh góc rộng, không như trên chiếc LG V20. Camera của LG G6 năm nay rất là ngon nha các bạn. Và đây là camera góc hẹp trên hai sản phẩm. Camera góc hẹp trên hai sản phẩm này thì cho chúng ta một góc chụp tương đồng với nhau, không có gì khác biệt. Và ok, vậy là mình đã test xong vân tay cũng như là camera trên hai sản phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào speed test. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với ứng dụng là YouTube. Vâng, chiếc LG G6 chúng ta đã load nhanh hơn rất là nhiều, khoảng tầm 2 giây. Mình đếm được khoảng tầm 2 giây. Và chúng ta sẽ chạy thử một video để tí nữa có thể test tiếp đa nhiệm và Facebook. Vâng, chiếc LG G6 vẫn giành chiến thắng, nhưng mà chiến thắng của chúng ta khoảng tầm 0.5 giây chắc cũng không tính. Tiếp tục lại là chiếc LG G6. Và ở đây mình đang ở địa chỉ 250 Võ Văn Ngân. Mình sẽ lấy đi sang một điểm khác để tí nữa có thể test đa nhiệm trên hai sản phẩm này. Và chúng ta sẽ đến với Fruit Ninja. Với những tựa game nhẹ như thế này thì mình chắc chắn hai sản phẩm này sẽ không có quá nhiều điều khác biệt. 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, giãn cách khoảng tầm là 5 giây. Vậy là hiệu năng ở trên chiếc LG G6 này là rất là ngon nha các bạn. Có thể là do Android 7.0 trên LG G6 đã tối ưu tốt hơn trên chiếc LG V20. Vì hai con chip này thì thực sự nó chỉ khác nhau ở cái xung nhịp khi mà chúng ta ở ứng dụng nhẹ. Tức là hai xung nhịp ở trên LG G6 sẽ là 2.0. Đấy là hai xung nhịp tốc độ thấp. Còn đâu là hai xung nhịp tốc độ thấp ở bên chiếc LG V20 này, là con chip Snapdragon 820 thì lại có xung nhịp là 1.6 GHz. Chúng ta sẽ đến tiếp với Dumb Way 2. Vâng, vậy là chiếc LG G6 của chúng ta lại giành chiến thắng với tựa game Dumb Way 2 này. Vậy là nãy giờ chắc là thắng tầm khoảng 4-3-0 rồi. Và tiếp theo là Subway Surfer. Mình dự đoán tiếp tục lại là LG G6 thôi. Đó, chúng ta đã thấy một cái vạch loading chạy rất là nhanh. Còn trên chiếc LG V20 vẫn đang bám đít ở phía đằng sau, hít khói rất là nhiều rồi. Nãy giờ mình chưa thấy LG V20 vượt mặt chiếc LG G6 này một tí nào hết. Và chúng ta đã có thể chơi được ngay. Giãn cách khoảng tầm là 4 giây rồi, 5 giây, 6 giây. Mình đã thấy nhạc nhưng mà vẫn chưa thấy chạy. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo chúng ta, ok, chúng ta sẽ đến với hai tựa game cuối cùng, đó là Temple Run 2 và Asphalt 8.
thì trên hai tựa game này chắc chắn là LG G6 vẫn sẽ giành chiến thắng thôi, mình chắc chắn. Đó, LG G6 chúng ta đã đi vào vạch loading, trong khi đó chiếc LG V20 này vẫn còn đang ở phía bên ngoài. Ở 3. Xong chưa? Lên rồi. Rồi, ok, vậy là chiếc LG G6 đã có thể chơi được thêm một round 2, trong khi đó chiếc LG V20 vẫn đang ở phía sau. Vậy là mình chắc chắn là trong tương lai mình sẽ mua một chiếc LG G6, nhưng mà không biết là tương lai của mình đến bao giờ. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với tựa game Asphalt 8. Đây là một tựa game rất là nặng và thường xuyên được sử dụng để làm speed test chiếc LG G6. Ô, với cái tựa game này thì hai chiếc máy chỉ có giãn cách là 0,5 giây, rất là hay. Và bây giờ mình sẽ đi vào test màn chơi. 3, 2, 1. Vâng, hai chiếc máy. V20. Rất là bất ngờ, chiếc LG V20 lại vượt mặt chiếc LG G6 trong tựa game Asphalt 8 này. Dường như là khi mà load game thì hai chiếc máy cho chúng ta một tốc độ load game như nhau, nhưng mà khi load màn chơi thì chiếc LG V20 lại giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến test đa nhiệm xem liệu trên Android 7.0 chiếc máy nào sẽ tối ưu tốt hơn. Vâng, chiếc LG cả hai chiếc máy chúng ta đều không phải load lại, nhưng mà chiếc LG V20 này đã có gì đó đã bị mất kết nối tới Wi-Fi. Rất là buồn cười. À, trên cả hai chiếc máy này đều mất. Vậy là sau bài test, chúng ta có thể nhận thấy chiếc LG G6 được nâng cấp rất là nhiều so với chiếc LG V20. Từ cảm biến vân tay, camera sau hay là đến hiệu năng đều có thể vượt mặt được chiếc LG V20. Và trong tương lai, nếu các bạn lựa chọn một trong hai sản phẩm này, các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Xin mời comment và để lại ý kiến ở phía bên dưới. Và bây giờ thì đừng quên bấm vào đây để có thể subscribe kênh YouTube của ST Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.